Xin chào tất cả các bạn nha. Nay rảnh rỗi quá, anh mua ít vịt măng tây về nhà ươm thử cái trồng nó có nên hay không. Măng tây này là mua ở trên Shopee ở Lazada nhé. Đâu rồi? 70.500 đồng, 71.000. Này là đang khuyến mãi 25k 25.000 hai bịch, mà một bịch của nó mình đếm hồi chiều và nó khoảng 89 hạt, cho là 80 hạt đi, mình mua là tới 2 3 4 5, mua 6 bịch 2 4 5, bịch một bịch thì mình đã ngâm rồi. Cái này trong bịch này nó có chỉ dẫn luôn, mình lấy mình ngâm là 2 sôi 3 lạnh, 2 phần nước sôi 3 phần nước lạnh, mình đổ vô, đổ nước, đổ hạt cho một ngâm 10 đến 12 tiếng. Đâu để 10 đến 12 tiếng sau coi cái ủ, 10 đến 12 tiếng sau ủ. Ủ là ủ như thế nào? Người ta chỉ là bỏ vô miếng khăn giấy này ủ, mình cũng làm thử ủ. Cái này là đợt giống đợt trước mình mua là nó gồm có hạt này ương rồi nè. Cái hạt này không phải hạt măng tây đâu, là hạt cải, hạt to to đen đen chứ hạt măng tây không phải hạt măng tây đâu, mà là hạt cải á. Hạt này là hạt dưa lưới da xanh ruột cam siêu ngọt. Hạt này á, là hạt cà pháo trắng. Còn cái hạt bi đây là dâu tây chịu nhiệt. Còn mấy cái hạt mà thật ra còn hạt bầu, hạt bí, thì hạt cà chua Colombia gì, chanh dây Colombia, cà chua bi chuối ngọc, cà chua hân gỗ, mình bỏ tùm lum xà bần trong đây nữa nè Linh. Cây này nó đang lú rồi nè, nó cây này là lú là cà chua bi. Có một số hạt cải là nó không lên rồi, nó bị úng rồi. Cái hạt to to này là cái hạt hướng dương mà nó không lên, cái mình tách nó ra luôn, ai ngờ nó bị thúi rồi. Có hạt bí mật nữa mà đã trồng rồi. Bỏ vô để ẩm này gói lại 3 đến 5 ngày sau hãy nảy mầm thôi. Hạt măng tây thì nó hơi cứng đầu một chút, có khi có hạt khoảng 20 ngày nó mới chịu nảy mầm. Gói lại và chờ thôi, lên rất là mạnh. Hạt này cái bịch đầu tiên mua nó ta ghi là hạt măng tây, nhưng mà về mà gieo nó ra hạt cải hạt gì đó mới tức chứ, bán hàng kiểu này chết luôn. Cho nên mới mua lại hạt này. Cái này là mua hạt rồi, hạt đen đen này là mua hạt rồi bên ngoài. Rồi giờ mua hạt này bịch chính thống luôn, có nhãn mát rồi đàng hoàng luôn cho nó ngon lành. Ham rẻ mua mình chi về không phải hạt măng tây, cuối cùng teo héo. Ngâm bao nhiêu đây, trồng trước đi, phần còn lại thì trồng sau. Khi hạt nảy mầm rồi thì bỏ vô cái cái bầu đất, người ta thì có
muốn xài sang thì dùng mùi sơ dừa mà tao bán 20-30 ngàn gì một chục miếng, một chục thục đó. Còn mình xài bình thường mình lấy sơ dừa mình bỏ vô cái ly uống nước, thì cái mình phát lỗ hông nước cho nó rồi cái bỏ hạt giống vô thôi. Đợt trước đã trồng khoảng được 1 tháng 2 tháng rồi, để bữa nào về coi nó còn sống không có đã. Lần này trồng thêm nữa, trồng nhiêu đây chắc ăn thấy bà nội luôn. Quá trời quá đất. Bạn nào mà có dự định trồng mà ăn thử ăn chơi rồi cứ trồng đi, cái này rất là dễ trồng, không có khó tí nào đâu. Gấp lại để vô đây rồi, đây chính là cái bầu đất của mình nói đây. Cái này rất là đơn giản, mình lấy từ cái ly uống nước một lần rồi bỏ, phét lỗ nó, bỏ mùn sơ dừa vô. Mùn sơ dừa này thì phải để lâu cho nó mất cái chát đi, hoặc có thể là mua một bao mùn sơ dừa này đem về ngâm nước khoảng một tuần lễ, ngâm với ao với mương, ngâm trong phi thùng phi, bỏ nước vô rồi bỏ bao sơ dừa vô ngâm khoảng 7 ngày cho nó mất cái chát đi rồi đem ra bỏ vô đây. Cái này là mình để cực lâu rồi, mình đã trộn với phân gà, phân bò, rồi trấu, rồi đủ thứ trộn lại với nhau, miếng cát nữa, thập cẩm gì đó, nó mới tốt. Mùng sơ dừa không thì nó không ngon cho lắm. Cái này là bầu ươm mình chuẩn bị sẵn để cho cái này nảy mầm thì mình bỏ vô. Bao nhiêu đây là nhớ không lầm là 89 hạt. Chiều về ngồi đếm từng hạt luôn. Khi nào nảy mầm lên cây rồi cho các bạn xem tiếp nha. Lưu ý là các bạn ươm hạt trong đây nè, để cho nước nó vừa thôi, đừng để nhiều quá nó sẽ bị thối hạt giống. Ẩm, đủ ẩm được rồi, đừng có khô quá và đừng có ướt quá. Còn khi mà để hạt trong cái ươm hạt trong cái bầu đất này nè, để đất cho nó đủ ẩm vừa thôi, đừng có nên tưới nhiều nước quá, nhưng mà bắt buộc phải đủ ẩm để cho hạt nó nảy mầm. Ướt quá thì nó bị bỏ vô nó bị úng, bị thúi cái hạt không lên nổi. Đủ ẩm là được, đủ ẩm là khi mình sờ vẫn thấy cái tay, cái đầu con tay nó ẩm ẩm đây được rồi, còn dắt cầm lên mà chảy nước là nguy hiểm à, chắc em bỏ luôn quá. Rồi thế là xong một buổi tối, chờ ngày mai ủ hạt nữa là xong xuôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye, see you later.